biên tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả đang luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh, những thông tin nóng nhất trong nước và quốc tế diễn ra trong ngày, hãy cùng với ban biên tập chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất mà bản tin 24 giờ sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin được chuyển đến quý khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết ba miền trên cả nước. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các tin tức chính ngay sau đây. Miền Bắc hứng nắng trước khi bước vào đợt mưa lớn, đón không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa lớn, đợt nắng nóng trên diện rộng tại miền Nam, nền nhiệt vượt 42 độ, dự báo mùa hè khốc liệt. Miền Bắc hứng nắng trước khi bước vào đợt mưa lớn. Kính thưa quý vị, dự báo hôm nay và ngày mai 27 đến 28 tháng 4, miền Bắc và Bắc Trung Bộ hứng nắng vào trưa chiều trước khi đón đợt mưa lớn từ đêm ngày 28 tháng 4, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng. Hôm nay ngày 27 tháng 4, khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ C. Có nơi trên 29 độ C. Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Điện Biên, Lai Châu có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Dự báo từ đêm ngày 28 đến ngày 29 tháng 4, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc chuyển mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nền nhiệt giảm nhẹ. Ngày 30 tháng 4, mưa giảm, trời nhiều mây. Từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 5, miền Bắc trời nắng, riêng Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Các tỉnh từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Dự báo từ đêm 28 đến 30 tháng 4, các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 5 trời nắng, riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Đón không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa. Kính thưa quý vị, miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh kèm mưa đêm ngày 28 và ngày 29 tháng 4. Không khí lạnh gây ảnh hưởng mưa rào và dông trên diện rộng từ phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng sang phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Lần này, những cơn mưa ở phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội sẽ nặng hạt và nhiều nơi có sấm sét hơn. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Gần sáng vào ngày 29 tháng 4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ngày và đêm 29 tháng 4, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối ngày 28 đến ngày 29 tháng 4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và mưa rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 30 đến 50mm, có nơi trên 80mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, từ chiều tối ngày 29 đến 30 tháng 4, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ra ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ở trên biển, từ ngày 29 tháng 4, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, biển động, gió mạnh và sóng lớn trên biển.
có khả năng gây ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền, các hoạt động khác. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm không khí 40-65%. Từ ngày 29 tháng 4, nắng nóng ở Nam Bộ giảm dần. Đợt nắng nóng diện rộng tại miền Nam, nền nhiệt vượt 42 độ, dự báo mùa hè khốc liệt. Kính thưa quý vị, Nam Bộ hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo nắng nóng ở Nam Bộ kéo dài đến hết ngày mai 28 tháng 4. Từ ngày 29 tháng 4, nắng nóng sẽ giảm dần. Từ 30 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng vào trưa chiều nhưng không gay gắt. Người dân thành phố Hồ Chí Minh đi làm dưới nắng nóng hơn 40 độ, uống nước thôi chứ ăn không nổi. Nhiều tài xế xe ôm phải hoạt động trên 20% công suất dưới thời tiết nắng nóng gần 40 độ C. Một tuần qua, người dân thành phố Hồ Chí Minh phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất lên đến 40 độ C ở những khu vực bê tông hóa, thưa cây xanh và mật độ xe đông đúc. Nhiệt độ thực tế có thể lên tới 43 độ C, uống nước thôi chứ ăn không nổi. Theo ghi nhận tại ngã tư Hàng Xanh vào thời điểm 13 giờ, nhiều người tham gia giao thông phải chọn nơi bóng râm để dừng xe. Một số tài xế phải tìm đến chỗ mát để trú ẩn dưới chân cầu vượt Hàng Xanh để nghỉ ngơi, lấy sức chạy những cuốc xe kế tiếp. Năm nay, nóng ngang ngửa 6-7 năm trước, uống nước nhiều hơn, ít ăn hơn, nắng nóng ăn cũng không vô. Tôi vẫn chạy xe bình thường nhưng có điều không có khách mấy. Đói quá phải ra đường đi làm kiếm quốc nào hay quốc đó. Sáng ra đã chảy mồ hôi rồi. Ông Nguyễn Thiên Cung, một tài xế xe ôm ngụ tại quận Bình Thạnh chia sẻ. Ông Cung, tài xế xe ôm, phải trú tạm trong hiên của một cửa hàng trên đường Điện Biên Phủ lúc không có khách. Nhiệt độ tại ngã tư Hàng Xanh lên đến 39 độ C. Không riêng gì ông Cung, nhiều tài xế xe ôm cũng phải tăng năng suất lao động 200% công suất dưới thời tiết nắng nóng sát 40 độ C. Một số tài xế xe ôm còn mang theo nhiều bình nước nhất có thể. Họ treo cạnh sườn xe 2-3 chai nước suối chuẩn bị sẵn để tránh mất nước. Ngoài ra, kem chống nắng, kính bảo hộ, áo khoác, găng tay cũng trở thành vật bất ly thân, không chỉ riêng với chị em phụ nữ mà còn cả cánh đàn ông. Tôi phải thấm nước cho ướt nón rồi đội lên để đỡ nắng. Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Vui, một tài xế xe ôm công nghệ cho biết, vì trời nắng nóng cứ chạy được 1-2 quốc là anh phải tấp vào chỗ mát để nghỉ một lần. Nói chung là đi làm nóng chịu không nổi. Có khách thì chạy thôi, chứ không thì vô mát đứng. Chỉ có uống nước chứ ăn là không nổi rồi đó. Uống nước nhiều hơn ngày bình thường, không biết những ngày tới có mưa hay không. Nói chung, nóng chạy xe hơi nóng nó hất vào mặt khó chịu cực kỳ, không uống nước là mệt lắm. Chạy về nhà cái đầu nó rức giật lên, tài xế nào cũng than chứ không phải là riêng mình tôi. Nắng quá có hôm tôi phải thấm nước ướt hết cái nón vải để đội lên đầu cho đỡ nắng, nhưng chạy chút xíu là nắng nó khô cả cái nón. Mồ hôi chảy cũng không nổi. Chạy vài quốc xe, anh Nguyễn Văn Vui lại tìm chỗ nghỉ mát để lấy lại sức. Nhiều người lao động cho biết vì miếng cơm manh áo, họ chấp nhận đi làm dưới thời tiết khắc nghiệt này. Nhiều ngày không ra đường, bà Hà có chút bỡ ngỡ khi thời tiết thành phố nóng hừng hực, ai nấy đều than trời. Sáng tôi đi là phải cầm theo một bình nước với thêm 2 chai nước suối. Ai cũng than trời nắng, vừa cúp điện vừa nắng nóng, tôi thấy khó chịu lắm. Bà Nguyễn Thị Hà, ngụ quận Bình Thạnh chia sẻ, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang trải qua đợt nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực dao động từ 35-38 độ C. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 38 độ C. Trời nắng nóng trong ngày kéo dài từ 12 giờ trưa đến 16 giờ chiều. Chỉ số tia UV ở mức 8-9, mức cảnh báo nguy hiểm rất lớn. Đơn vị này dự báo 24-48 giờ tới, nắng nóng diện rộng trên khu vực Nam Bộ vẫn còn duy trì nhưng có xu hướng giảm dần về cường độ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40-55%. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nam Bộ đồng thời cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể con người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo mùa hè năm 2023, nắng nóng khốc liệt. Ngày 19 tháng 4, nhiệt độ đo cao nhất trong ngày tại nhiều địa phương đã vượt 40 độ C. Nhưng điều đáng nói, miền Bắc và Bắc Trung Bộ còn chưa chính thức vào hè. Cao điểm mùa hè năm 2023 được dự báo bắt đầu tháng 6 và kéo dài đến khoảng tháng 8. Tuy nhiên, trước đó ngay từ giữa tháng 3, nắng nóng đã xuất hiện với nền nhiệt ghi nhận tại một số địa phương ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã vượt quá giá trị lịch sử.
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, năm 2023, hiện tượng ENSO, sự biến đổi có quy luật chu kỳ không đều của gió và nhiệt độ bề mặt biển trên Đông Thái Bình Dương duy trì trạng thái trung tính từ nay đến khoảng tháng 6 năm 2023. Sau đó, nhiệt độ mặt biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương có xu hướng tăng dần và nghiêng về pha nóng El Nino. Dự báo tháng 4 đến tháng 6 năm 2023, nhiệt độ cả nước xấp xỉ cho tới nóng hơn trung bình nhiều năm, khoảng 1 độ C. Mỗi đợt nắng nóng thường từ 3 đến 5 ngày. Năm nay có thể kéo dài hơn khoảng 5 đến 7 ngày, riêng Trung Bộ hơn 7 ngày. Cao điểm hè sẽ là 2 tháng 6 và 7 ở miền Bắc và từ cuối tháng 6 đến tháng 8 ở miền Trung, với khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt từ 37 đến 39 độ C và đặc biệt gay gắt 39 độ C trở lên. Dự báo Nam Bộ sẽ chấm dứt nắng nóng từ tháng 6, miền Bắc kéo dài đến đầu tháng 8, miền Trung đến cuối tháng 8. Đối với mùa mưa bão năm 2023, ông Hoàng Phúc Lâm nhận định, do El Nino nên số lượng cường độ bão, áp thấp nhiệt đới năm nay sẽ ít hơn giai đoạn năm 2000 và 2022. Trung bình mỗi năm có 12 đến 13 cơn bão, trong đó 5 đến 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Bão chỉ xuất hiện giữa tháng 6, từ tháng 8 đến tháng 10 có khoảng 6 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới tác động chủ yếu đến miền Bắc và miền Trung. Do El Nino nên mưa ở miền Bắc có xu hướng thấp hơn đến xấp xỉ trung bình nhiều năm, ít khả năng mưa to vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 như năm 2022. Miền Trung lượng mưa lại có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm và có thể kéo dài sang đầu năm 2024. Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa dự báo xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm trong các tháng 6 đến tháng 9, từ tháng 10 đến hết năm có xu hướng thiếu. Hạn hán dự báo cũng sẽ phức tạp hơn ở miền Bắc trong các tháng mùa lũ chính vụ. Lượng dòng chảy trên các sông và hồ trong lưu vực sông Đà, sông Gâm, sông Chảy thiếu hụt 10-30% so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 4 đến tháng 8 có khả năng xảy ra khô hạn thiếu nước cục bộ ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi tại Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Thuận, Bình Thuận và Tây Nguyên. Về lũ ngập lụt sẽ ở khu vực Bắc Bộ sẽ tương đương với năm 2022. Nguy cơ ngập lụt tại các đô thị, thành phố lớn tiếp tục diễn ra do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ. Mùa lũ trên các sông ở khu vực Tây Nguyên có khả năng đến sớm hơn trung bình nhiều năm. Các sông ở khu vực Trung Bộ xuất hiện tương đương trung bình nhiều năm. Tại khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện tương đương trung bình nhiều năm. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị có những đóng góp cho chương trình, hãy để lại phần bình luận phía bên dưới video hoặc viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa, thay mặt cho ekip làm chương trình, Thủy Vân xin được cảm ơn sự đóng góp và quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy hay, quý vị hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của bản tin 24 giờ nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.